Bon Bon TV. Chào các bạn. Hôm nay tớ và bố sẽ thi cờ vua. Các bạn ai thua sẽ bị búng mũi. Các bạn sẽ theo dõi tớ và bố nha. Ok, bây giờ bố và Bon sẽ cùng thi đấu cờ vua nhé. Vâng. Bây giờ bạn Bon hãy xếp quân cờ đi. Xong rồi hai bố con mình cùng thi đấu. Bố hy vọng lần này bố sẽ thắng được con. Bố sẽ búng mũi con. Bố không thắng được đâu. Ơi, con cứ xếp cờ đi. Lần này bố đã luyện cực giỏi rồi. Giờ con cứ xếp cờ đi. Bố, hai bố con mình cùng chiến đấu. Bố không sợ luôn. Chiến đấu chống lại một kẻ ác. Không, chiến đấu để giành chiến thắng. Bởi vì bố thua con mãi rồi, lần này bố phải chiến thắng. Em chắc bố luôn. Bố chả sợ. Mãi mà bố thua là con sẽ được bố nhỉ. Bây giờ ai đi trước? Con đi trước. Con xếp cờ xong rồi đúng không? Rồi con đi trước đi. Không sợ luôn. À, nếu mà sợ là... Đứng lên. Sợ à? Không chơi hoãn nha. Lên. Rồi ạ. Rồi ăn. Bố cũng sợ. Lên tốt. Chốt nè. Lên thằng này. Lên. Đổi luôn. Ăn luôn. Ô. Để đấy. Con để quân cờ sang bên này. Sang bên này. Thầy bé ngoan của con đi học về chia cắt này. Con ăn củ nhiều quá rồi đấy. Sang xe. Lên xe. Lên. Ăn tốt. Rồi nha. Tiêu. 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 Oh yeah. Xuất mã. Bố xuất mã. Bên phía họ đi bố. Bố không nhờ. Đấy, đến lượt con đi. Bố đánh cấp điện bên này. Đây cái gì nhỉ? Con nhập thành nhỉ?
đừng lo sợ à. Sang xe. Đừng kéo một đứa con. Gì vậy Bon? Con cứu tướng con phải nói bố chứ. Hả? Thôi được rồi, giờ xem như bố thua. Rồi bây giờ bố thua, bố mua đi. Bố trả rồi, nhưng bố nhẹ thôi nhá. Bố nhẹ rồi xuống để bố lấy can đảm. Nhẹ thôi. Chưa chạm rồi cho con búng lại nhẹ áp à. Vậy là bố thua à? Vậy là bố thua. Rồi được rồi, bố và con sẽ hẹn chơi trong một ván cờ khác nhé. Bây giờ con chào các bạn đi. Chào các bạn, hẹn gặp lại trong video sau. Hôm nay tớ lại thắng bố tớ tiếp nhà. Rồi chào các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.